nhận lại. Thiếu Tân không dám chịu lấy. Vì ngươi phản bội cô công, ta không nên tha thứ cho ngươi. Nhưng từ khi ngươi rời khỏi đây, quả thật chưa từng kể với người khác về chuyện Thanh Vân. Hơn nữa hôm nay còn chủ động trả lại quả đó cho ta. Vì vậy, Bạch Phượng Cửu ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Chuyện của Thanh Vân. Ý tiểu hiện hạn là nói đến người trong động viên hoa có phải không? Không sai. Tiểu điện hạ hãy yên tâm, cả đời Thiếu Tân sẽ giữ kín miệng. Hy vọng ngươi sẽ nhớ kỹ lời ngươi nói. Nếu phạm lời thề sẽ bị trời đánh, xét đánh. Vậy sao yên tâm rồi? Và chỉ còn này ta sẽ nhớ là có người, cô có tha thứ cho ngươi không? Thì ta không hề biết đâu. Thiếu Tân hiểu rõ. Thank you.